Đến hay lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Ước Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử. Anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc có thể nói là một trong những mối quan hệ nhiều uyên nguyên, khúc mắc nhất. Hàn Quốc hiện nay vừa là đối tác kinh tế quan trọng và cũng là một quốc gia có sự hiện diện và tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam, thể hiện qua số công ty Hàn Quốc tại nước ta và cả sự hâm mộ văn hóa, nhạc, phim, vân vân. Hàn Quốc của đại bộ phận giới trẻ hiện nay. Tuy nhiên đi kèm với đó thì những người yêu thích lịch sử có lẽ vẫn không thể quên rằng quân đội Hàn Quốc từng gây ra rất nhiều tội ác đối với dân thường Việt Nam thời chiến tranh. Thậm chí hiện nay họ không những không xin lỗi chúng ta mà còn ra sức xuyên tạc, tẩy trắng lịch sử một cách trơ trẽn. Có lẽ nhiều bạn không biết về sự trùng khớp giữa bộ phim Lời Hứa Với Cha, tựa đề tiếng Anh là Ode to My Father 2014 với MV Do You Know 2011 của ca sĩ Jo Sung-mo của Hàn Quốc. Trong hai tác phẩm giải trí trên, hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam được khắc họa một cách rất sai lệch và xuyên tạc. Chúng mô tả những người phụ nữ Việt Nam phải van xin, quỳ lạy, tìm đến binh lính Hàn Quốc xin hỗ trợ, rồi những người phụ nữ này kết tội lính Việt Cộng, chỉ điểm chỗ ở của quân đội Việt Cộng cho quân đội Hàn Quốc. Chưa hết, những tác phẩm trên mô tả những người lính Việt Cộng như một đám ác ôn chỉ nhằm nhằm tấn công phụ nữ, người già và trẻ em. Còn lính Hàn Quốc xuất hiện như những vị cứu tinh với tấm lòng đầy bác ái. Hai câu chuyện được ra mắt công chúng từ cách đây tương đối lâu. MV Do You Know đến tai người nghe đã được 10 năm, còn Ode to My Father đã được công chiếu cách đây 7 năm. Mới đây, hai tác phẩm này được công chúng Việt Nam rất phẫn nộ vì trình độ tự sướng của một bộ phận làng giải trí Hàn Quốc, đến mức bôi đen, xúc phạm lịch sử, phụ nữ Việt Nam. Nhưng cũng có nhiều người Việt cho rằng không nên trách những MV hay bộ phim ấy vì chúng đã trôi qua lâu rồi. Việc đào lên là không hay và cho thấy sự hẹp hòi, ích kỷ của người Việt. Nhưng mà khoan, nếu bạn tìm kiếm cụm từ quân đội Hàn Quốc tại Việt Nam bằng tiếng Hàn trên YouTube sẽ thấy xuất hiện một đống nói về những sự kiện như sau. Sức mạnh tuyệt đối của quân đội Hàn Quốc khiến người Mỹ, Việt khiếp sợ. Lính Hàn đã giúp Việt Nam tái thiết đất nước như thế nào? 12 lính Hàn đã hạ gục 500 lính Việt Cộng. Lính Hàn đã giúp đỡ người dân Việt Nam thế nào? Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Hàn Quốc, người Hàn Quốc có hẳn một khu nói về những chiến tích vĩ đại, cao cả của lính Hàn tại Việt Nam. Ngay tại sảnh dẫn vào, người Hàn Quốc ghi rõ, để đóng góp vào hòa bình thế giới và đáp lại viện trợ cần thiết từ các nước đồng minh trong chiến tranh Triều Tiên, Hàn Quốc đã điều động lực lượng của mình đến Việt Nam. Mà Việt Nam đâu có tham gia chiến tranh Triều Tiên, ngay cả Việt Nam Cộng Hòa cũng không. Hàn Quốc đến Việt Nam qua lời đề nghị của Mỹ, một kẻ can thiệp vào Việt Nam. Vậy thì Hàn Quốc cũng chỉ ở tư cách một gã lính đánh thuê mà thôi. Tiếp nữa, một dòng chữ khác bằng tiếng Hàn và tiếng Anh hiện ra tiếp theo. Vì họ đã ngã xuống ở đây nên mới có tổ quốc ngày hôm nay. Đặc biệt, chủ trương của binh lính Hàn Quốc được ghi lại bằng tiếng Việt là: chính sách của quân đội Đại Hàn tại Việt Nam là cứu giúp một người dân lành còn hơn là giết 100 tên Việt Cộng. Theo chuyên gia lịch sử quân sự Hàn Quốc Koo Soo-jung, lính Hàn đã gây ra 80 vụ thảm sát, 9.000 dân thường đã thiệt mạng. Trung bình mỗi vụ thảm sát đã gây ra cái chết cho 110 người. Theo nhiều nguồn, tổng số dân thường Việt Nam thương vong bởi những tay lính Hàn Quốc có thể lên tới 100.000 người. Chưa hết, trong khu trưng bày ấy, người Hàn có đã phục dựng lại những khung cảnh lính Hàn Quốc cày cuốc, trân châu, đút cơm cho trẻ em, làm việc thiện nguyện hỗ trợ người dân dựng nhà cửa. Nghe có hư cấu không anh em? Kết thúc sự kiện chiến tranh Việt Nam, người Hàn đặt một câu cảm thán đầy ám thị: nếu không tự bảo vệ được bản thân thì không ai có thể bảo vệ được cho bạn. Điều hài hước ở đây là câu viết trên từng bị dân mạng Trung, Nhật đem ra cả khịa với Hàn Quốc. Vì Hàn Quốc còn không tự bảo vệ được bản thân thì đừng có nói đạo lý. Vì trong thời chiến, chỉ huy quân đội Hàn Quốc được trao cho một người Mỹ thông qua một quy trình được gọi là quy trình OPCON. Mặc dù những MV hay bộ phim trên đã diễn ra lâu rồi, nhưng sự dối trá, bất lương thì vẫn còn hiện diện. Người Hàn có thể không làm những MV hay bộ phim phản ánh sai sự thực lịch sử nữa, nhưng có vô số chứng cứ cho thấy rằng họ vẫn luôn nghĩ rằng họ đã ban phát ân huệ cho nhiều người Việt trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Họ không làm những thước phim mô tả lịch sử nữa, mà giờ đang đóng vai những nạn nhân bị tổn thương từ cuộc chiến. Họ khiến cho nhiều người Việt nghĩ rằng, à, hóa ra họ cũng ái này lắm, chúng ta nên bỏ qua cho họ. Vậy thì ai thương đồng bào tôi? Họ còn chẳng thèm xin lỗi, họ chỉ đang đóng vai bị hại. Họ nói rằng họ bị ép buộc và phải nã súng vào trẻ em, phụ nữ Việt Nam. Lên án những bộ phim hay MV trên không phải là ăn mày quá khứ, mà là để bảo vệ lịch sử chân chính, bảo vệ hình ảnh của những người phụ nữ Việt Nam. Chỉ trích những tác phẩm ấy để hai quốc gia hướng tới một sự nhất quán rõ ràng, không gợi nhớ lại quá khứ đau thương, không xuyên tạc thêm lịch sử. Nói về những tác phẩm ấy để những người Hàn Quốc biết mà sửa sai, biết để đừng khiến cho nỗi đau thêm dài. Chúng ta phải lên tiếng để không còn những bộ phim
những tác phẩm xuyên tạc lịch sử của chúng ta được công bố ra trong tương lai nữa. Chúng ta chịu tác động của văn hóa Hàn, Nhật, Trung. Tại những quốc gia đó, người hâm mộ duy trì một tâm thế bảo vệ lịch sử rất khắt khe. Xét ở một góc độ nào đó, chúng ta cần phải học hỏi họ, có một tâm thế như họ. Im lặng chính là thừa nhận, không lên tiếng tức là đồng ý, không bày tỏ cảm xúc tức là xác nhận. Nếu chúng ta im lặng trước những hành vi xuyên tạc sai trái của quá khứ, thì dần dần chúng ta sẽ vô cảm với hiện tại, thờ ơ với tương lai. Rồi một ngày nào đó khi đã tẩy não xong, từ kẻ thù ác, họ sẽ trở thành người hùng. Chúng ta từ vị thế kế thừa và bảo vệ lịch sử sẽ trở thành những kẻ phân vân với lịch sử, nghi ngờ cha ông, tin vào những người xa lạ. Và điều này càng đặc biệt nguy hiểm hơn khi mà ngày nay, truyền thông Hàn Quốc đang làm rất mạnh mẽ những chủ đề xuyên tạc lịch sử Việt Nam. Đầu tháng 3 vừa qua, kênh Made in Korea đăng tải video những lý do mà 500 quân đội Việt Cộng đầu hàng trước 12 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc trong vòng 2 giờ. Video đó thu hút khoảng 450.000 lượt xem, nói về trận Quang Thạnh diễn ra vào tháng 2 năm 1967. Video đó khẳng định rằng cuộc chiến mà phía Việt Cộng khơi mào đã đại bại. Trong đó có 243 lính Việt Cộng bị tử trận trước đại đội 11, lữ đoàn Rồng Xanh, thủy quân lục chiến Hàn Quốc. Bên cạnh đó, tác giả sản xuất video trên cũng khẳng định trong một trận đánh khác, 13 lính thủy quân lục chiến Hàn Quốc đã tiêu diệt một trung đoàn Việt Cộng. Kênh với hơn 300.000 theo dõi cũng đăng tải video. Lý do vì sao mà đội quân tinh nhuệ nhất Việt Nam phớt lờ thủy quân lục chiến Hàn Quốc, bỏ mặc cuộc chiến sau 4 giờ và rút lui. Video trên cũng nói về trận Quang Thạnh đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem, gần 3.000 bình luận. Video cho biết quân đội Hàn Quốc đã phải chiến đấu trong một chiến trường vô cùng bất lợi với vũ khí cá nhân là M1, vốn được sử dụng cho quân dự bị vì quân đội Mỹ đã từ chối cung cấp M16 cho quân đội Hàn Quốc. Còn quân đội Việt Cộng được cung cấp loại súng AK hiện đại thời đó. Quân đội Việt Cộng sử dụng lực lượng mạnh nhất khi ấy với khoảng 2.400 binh lính, đối đầu với lực lượng Hàn Quốc khi ấy là 293 binh lính, đã bao gồm cả sĩ quan. Tác giả mô tả quân lính Việt Cộng có năng lực kém, chỉ biết đánh thua và chạy. Rồi những người lính Việt Cộng kiêu ngạo và cho rằng quân đội Hàn Quốc là quá yếu kém. Rồi khắc họa những người lính Việt Nam bằng những cụm từ ác độc. Tác giả kết luận rằng đã có khoảng 294 trên 2.400 lính Việt Cộng tử trận, còn con số đó của phía Hàn Quốc chỉ là 15. Phía Việt Nam vẫn khẳng định họ đã chiến thắng, nhưng đó là một hành động đáng xấu hổ. Sự vĩ đại của quân đội Hàn Quốc là không thể chối cãi. Tôi gửi lời biết ơn đến với các linh hồn của những người lính Hàn Quốc, những người đã hy sinh hào phóng. Kênh YouTube này kết luận. Một số bình luận tiêu biểu của người Hàn Quốc đọc xong mà nóng máu thật sự anh em ạ. Hứa Thời Chiến xin trích ra cho anh em đánh giá thử. 2.400 lính Việt Cộng phải thua trước 294 lính của chúng ta. Chúng tôi tự hào về các bạn. Những người lính Hàn Quốc đã giúp người dân Việt Nam chống lại sự độc tài. Họ đã hy sinh anh dũng cho công cuộc canh tân đất nước. Vì tự do của người Việt Nam, người Việt Nam cần cảm ơn và cúi đầu trước người Hàn Quốc. Sự anh dũng của người Hàn Quốc, đó là vì sao Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam phải sợ hãi trước chúng ta. Những gì mà những người Hàn Quốc đã làm trong vài giờ bằng người Mỹ làm trong 12 năm trước đó. Tôi tự hào về người lính Hàn Quốc, dũng cảm, tài giỏi, đã chiến đấu cho tự do của người dân Việt Nam. Tại sao mà người Việt Nam chưa cảm ơn những người lính Hàn Quốc? Họ đã lãng quên những chiến công đó sao? Chúng ta phải nhắc họ nhớ. Lịch sử Việt Nam ghi nhận trận chiến Quang Thạnh là một chiến thắng của quân đội Việt Nam nhằm trừng trị những tội ác nhắm vào dân thường của quân đội Hàn Quốc. Những tội ác của quân đội Hàn Quốc đã gây ra là không thể chối cãi. Theo Hanki Rore 21, đã có hơn 300 người Việt là nạn nhân của quân đội Hàn Quốc. Tại trận Quang Thạnh, chúng ta đã khiến cho 450 trên 500 lính Hàn tử trận, khiến địch phải rút chạy khỏi một số cứ điểm mà chúng đã chiếm đóng. Ngày sau mốc thời gian vào giữa tháng 2 năm 1967 đến hết năm, binh lính Hàn Quốc rơi vào trạng thái sợ hãi và không dám đi càn. Tình trạng sợ hãi chấm dứt đến giữa năm 1968 khi lực lượng binh lính mới cùng các chỉ huy mới đến chiến trường miền Nam Việt Nam tiếp tục đàn áp, cưỡng bức người dân Việt Nam. Đặt giả sử quân đội Hàn Quốc chiến thắng thì có quá nhiều câu hỏi mâu thuẫn liên quan. Tại sao đã chiến thắng với thiệt hại tối thiểu, quân đội Hàn Quốc lại phải rút chạy khỏi 3 cứ điểm tại Trà Bồng, Quảng Ngãi? Tại sao lại cứ có sự bất nhất trong các tài liệu các bên của Hàn Quốc? Bên thì khẳng định là 600 lính, bên thì bảo là có tận 2.400 lính. Một trận đánh mà 13 lính của quân đội Hàn Quốc đã diệt một trung đoàn quân đội Việt Cộng. Vậy đó là trận đánh nào? Trung đoàn nào? Tại sao một trận đánh thắng lợi như vậy mà chính quân đội của họ, quân đội Mỹ hay thậm chí là quân lực Việt Nam Cộng Hòa lại không tuyên truyền rầm rộ? Nên nhớ rằng, kể cả chiến dịch Lam Sơn 719, một thất bại toàn diện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa mà đối phương còn tuyên truyền chiến thắng dùm beng, còn Tổng thống Thiệu tổ chức lễ mừng công trao thưởng cực kỳ hoành tráng. Tại sao quân Hàn chiến thắng mà tình trạng kiểm soát vùng ngoại thành nông thôn Quảng Ngãi của Việt Cộng lại nhiều hơn và ngày càng lớn hơn? Ước tính cuối năm 1968, Việt Cộng kiểm soát hơn 70% diện tích dân số tỉnh Quảng Ngãi khi ấy.
Tháng gì mà kỳ vậy hả các bạn Hàn Quốc ơi? Hàn Quốc và Việt Nam đang có mối quan hệ rất tốt trên nhiều lĩnh vực. Vậy mà nhiều người Hàn Quốc vẫn còn giữ cái định kiến là chiến thắng và tâm thế xuyên tạc lịch sử, bịa đặt trắng trợn về công cuộc chiến đấu thống nhất của Việt Nam. Đó là điều không thể chấp nhận. Chính vì thế Hồi ức Thời chiến hiểu sứ mệnh của mình chính là đem đến những thông tin lịch sử chính xác, khách quan và dễ hiểu nhất để giới trẻ Việt Nam có thêm một nguồn thông tin đáng tin cậy, tránh bị lợi dụng, xuyên tạc bởi các thế lực thù địch phản động. Vậy nên là nếu anh em thấy video này hay thì đừng quên ủng hộ chúng tôi nhé. Và video của chúng tôi cũng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Và nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.